Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua và rất nhiều các bậc phụ huynh ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương là đăng tin để tìm vợ, tìm chồng, tìm con. Đây hôm nay thì tiếp tục có một cái câu chuyện tiếp theo, một người mẹ ở một tỉnh rất xa hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin để tìm một người con gái của mình. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này nhé. Rồi, xin phép xin chào chị. Chị có thể chị giới thiệu cho cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được họ, chị họ tên đầy đủ là gì? Dạ, em tên là Trung Kim Dung. Trung Kim Dung ha. Rồi, chị Dung năm nay nhiêu tuổi rồi? 45 tuổi. 45 tuổi, 45 nhìn cũng nói chung cũng trẻ ha. Rồi. Chị cho hỏi là chị nguyên quán ở đâu? Cà Mau. Quê Cà Mau luôn. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương là đăng tin tìm ai đây? Tìm con gái. Con gái chị ha. Rồi, chị có thể chị giới thiệu rõ hơn con gái chị họ tên đầy đủ là gì? Trương Thị Ngọc Giàu, sinh năm 2003. Trương Thị Ngọc Giàu, sinh 2003. Năm nay là 20 tuổi ha. Rồi, con gái chị có chồng chưa? Có chồng, có đứa con 3 tuổi rưỡi rồi. Dạ, chồng cũng tương đối sớm ha. Rồi, chị cho em hỏi này, con chị trong vòng cái thời gian trước, thời điểm mất tích ấy, là con chị đi làm công việc gì và ở đâu? Làm công ty mà nón, làm công ty nón gần ở Nhân Trạch á. À, bên Nhân Trạch Đồng Nai ha. Dạ. Rồi, vậy là con chị đi làm công ty đó là sao, đang làm tại sao mất tích là lý do gì? Bị bữa đó là ngay 27 Tết á, là bữa đó là nó nghỉ làm rồi nó bị gia đình kêu nó đi về nội nó trước ở Bến Tre. Ừ. Rồi hai mẹ con nó về dưới rồi nó bữa đó lại đi cà xe đâu 8-9 giờ sáng gì đó. Ừ. Là nó đi luôn tới giờ. Ồ. Trước cái thời điểm mà con chị mà Tết về 27 Tết đúng không? Dạ. Là trong năm của 2022. Là đối với trước là con chỉ có những dấu hiệu gì nó không có bình thường không? Mình cũng bị đi làm không, cũng không biết, nó về cũng thấy nó bình thường, cũng không có gì hết. Ừ. Con chỉ có sống chung với chị không? Dạ, nói chung nhà. Sống chung luôn, trong nhà luôn. Ồ. Vậy là con chỉ không có hoàn toàn là không có biểu hiện, chị không biết. Không có biểu hiện gì chứ. Con là mình không có nhận diện được, mình không biết. Dạ. Còn nó có tâm tư gì, cái đó là vấn đề nó không chia sẻ đúng không? Dạ. Ồ. Vậy là con chị đi làm là hàng tháng là có gửi tiền cho gia đình không? Có. Bị dễ tỷ như là nó lãnh lương 10 triệu rưỡi phải không? Là nó đưa đằng này 9 triệu, nó lấy chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Ồ, vậy là cũng rất... Chứ nó không có lấy nhiều. Con gái và chị vậy cũng được. Nhưng mà từ trước là con chị có chịu chơi không? Ăn chơi không, gì không? Không, dụ gì chơi bời là nó hồi đó giờ là không bao giờ có luôn. Ừ. Kiểu như là đi làm về rồi chủ nhật bạn bè rủ đi ăn vậy thôi à, chứ không có gì hết. Không có đi chơi. Gọi là không có kiểu mà chơi bời mà xa đọa đúng không? Dạ. Ừ. Rồi từ hôm 27 Tết là con chị đi bằng phương tiện gì để về quê? Đi xe đò. À, đi xe đò. Đi xe đò xuất phát từ đâu vậy chị? À, từ ngoài ngã ba Nhân Trạch. Ngã ba Nhân Trạch ở Đồng Nai đúng không? Dạ. Là xuất phát là về từ Nhân Trạch mà để lên bến xe đò đúng không? Dạ. Lên một chuyến xe. Dạ. Để về quê là quê cụ thể là đâu? Quê ở Bến Tre. Bến Tre ha, là từ Đồng Nai sang Bến Tre thì nó cũng đâu có xa lắm đâu. 4 tiếng à, 3 tiếng mấy, 4 tiếng. Dạ. Vậy là chị, con chị đi đến thời điểm nào thì chị phát hiện là con chị đã mất tích? À, bị bữa đó đi em đi làm rồi cái bắt đầu đau giác cũng đâu 2 giờ gì ạ. 2 giờ chiều ngày 27 đúng không? Dạ, chồng điện cho hay là nó đi, nó nhắn tin lại với nhỏ cháu là nó đi rồi. Thì cha mẹ là đừng có lo cho nó mặn, nó lo cho con nó được. Ừ. Rồi đó từ đó tới giờ luôn là mất tích luôn. Rồi với bữa 11 âm á, ngày âm á là nó có đưa nhỏ con nó về. Đưa về 11 âm ngày mấy chị? Dạ, ngày âm á. Ừ, làm ngày mấy? Ngày 11 âm. Tháng mấy? Tháng mình là tháng tháng tây là mấy? Tây là tháng 1. Tháng tây là 1. 10-19 tây đó. Nó đi rồi cho em hỏi thế này, 27 Tết bắt đầu lên một chuyến xe đò để về quê ở Bến Tre. Và đến ngày bao nhiêu thì bé xuất hiện lại? À, kiểu như là không có gặp nó đưa con nó ở dưới trường á, bị con nhỏ bé nhỏ là gửi. Ừ. Học ở dưới trường nó đưa xuống trường á. Ừ. Rồi nó mới điện nhỏ cháu á, là kêu á, là cha xuống rước con heo em gửi dưới trường. Ừ. Còn vậy là thôi không có. Là mất tích luôn. Mất tích luôn. Là cái cuộc đó là cuộc cuối cùng. Dạ. Đó là gọi điện đúng không? Dạ, gọi điện. Con chị trước khi đi thế này là về quê, một chuyến hành trình về quê là đem theo những cái gì đi chị? Thì trong cái thẻ em là 30 triệu. Ừ. Với là vàng một cây mấy vàng. Một cây mấy vàng? Con chị đeo à? Không có đeo, nó cắt trong cặp, nó đi nó lấy đi. Cái vàng đó là vàng vàng dây chuyền hay là vàng nhẫn hay vàng gì? Dây chuyền, lắc, vòng gì cũng có, nhẫn cũng có. Ồ. Đủ quá. Trong đó hết? Trong đó hết. Cái vàng đó là vàng của chị hay của con chị? Của em, rồi của con em luôn. Của hai mẹ con? Dạ, của cháu luôn. À, trong đó là có chiếc nhẫn của ông chồng. Ồ, vậy là của gia đình luôn? Cũng như gia đình bỏ trong đó. Trời ơi. Trong cái bóp sọc. Trong một chiếc bóp. Vậy là con chị lên một chuyến xe đó.
À, hiện nay thì không biết thông tin gì nữa mà mất tích luôn. À, vậy là trong tài khoản thẻ là đang có mấy chục triệu. 30 triệu. Là tiền của chị với của con chị đúng không? Hay là của anh? Tiền của em đi làm trong thẻ em không? Còn tiền của nó thì kiểu như hàng tháng nó rút tiền á, mặn được mấy tháng thì đó là thủ ở trong thẻ đó. Ừ. Vậy là nó đi cái là Tết, nó đi là lấy hết trơn. Vậy là con chị có đem theo quần áo hành lý gì không? Bị đi về Bến Tre mà về ông nội nó chơi Tết đó, đem theo một con là về nghỉ Tết luôn đúng không? Về nghỉ Tết luôn. Thăm gia đình luôn. Dạ. Và trên một chuyến xe đó này con chị đem cũng tương đối rất nhiều tài sản. 30-40 triệu tiền mặt và hơn một cây vàng. Dạ. Mà cây vàng đó, hơn cây vàng đó là hoàn toàn là không đeo trên người đúng không? Đúng rồi. Bỏ trong bóp. Dạ. Chị đang nghi ngờ chuyện gì xảy ra đến với con chị? Mà bây giờ em muốn là các anh tìm con em về thôi, chứ giờ vụ tiền bạc với vàng dòng thì em cũng không có mong muốn nó còn hết. Bây giờ muốn nó về với con, nó với gia đình thôi. Nói chung là bây giờ đến giờ phút này chị không hy vọng nhiều về số tài sản còn lại đúng không? Chỉ mong con với cha mẹ nó được. Yeah. Cho em hỏi thế này, hiện nay là con chị với chồng chị còn sống với nhau, mấy chồng là con rể còn sống với nhau không? Thằng chồng thì kiểu như là hai chồng nó ly thân, thằng chồng nó đi về bên bà già nó ở rồi. Rồi từ ngày nó đi tới giờ, bây giờ nó về mướn gần phòng, ở gần chỗ lần này ở. À, gần chỗ mẹ vợ đúng không? Dạ. À. Vậy là... chính con trẻ chị báo tin cho chị. Dạ. Phải không ạ? Kiểu như là nó đi thằng chồng nó không hay nữa. Rồi đằng này điện mới cho nó hay. À. Rồi thằng chồng nó bây giờ nó về nó ở mướn phòng nó ở gần đó. Ừ. Bây giờ con là cháu ngoại chị hiện nay ai nuôi? Dạ thằng này nuôi. Chị nuôi ha. Dạ. Con chị đi 27 Tết đến giờ phút này là cũng hơn 3 tháng, 4 tháng rồi. Bị ngày âm á là 27 ngày mới 3 tháng. Ừ. Trong vòng những tháng qua là hoàn toàn chị không có một tí thông tin nào manh mối nào luôn. Không. Chị có nghi ngờ là con chị bị ai dụ hoặc là bị bạn trai dụ hay lừa không? Em nghĩ là bạn trai nó lừa nó thôi. Ừ. Chứ không có gì hết. Chị đang nghi ngờ là có một người đàn ông khác, coi là một bạn trai của con gái chị lừa con chị. Dạ. Cái người đàn ông đó chị có biết mặt, biết tên không? Kiểu như là... Chị đang nghi ngờ như vậy. Hình... lúc trước nó đăng nó trên mạng á. Lâu chưa chị? Không biết, nó quen nào cũng không biết luôn. Nhưng mà chị thấy cái hình ảnh nó đăng trên mạng lâu chưa? Bị thằng này cũng không biết nhờ. Có gia đình mình, gia đình mấy thằng em nó ở gần gần đó, nó coi nó biết rồi nó nói lại thôi chứ cũng không biết. Có là hiện nay hiện nay chị đang ra nghi ngờ, gia đình chị hoàn toàn là đang nghi ngờ là con chị đang bị một người bạn trai đang lừa đảo dụ dỗ đúng không? Ờ. Vì vậy cho nên thấy một tấm hình ở trên mạng mà không nhớ là đăng ngày nào thôi. Yeah. Nhưng lại là có đăng một tấm hình với một người thanh niên khác. Yeah. Thanh niên đó quê ở đâu chị? Quê ở Sóc Trăng. Quê Sóc Trăng. Yeah. Người ta tên là gì chị biết không? Nghe nói nó tên chị gì thôi. Tên chị không gì không đó, còn tên thật tên giả là mình chưa biết ha. Dạ. Yeah. Rồi anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để xác minh tìm hiểu thông tin người đàn ông đó, xem có đúng chính xác người đó. Yeah. Dụ dỗ hoặc đưa con chị đi hay không. Đến giờ phút này chị đã trình báo cơ quan công an là con gái bị mất tích theo một số tài sản rất lớn không? Không, hồi đó giờ hôm nay không có. Chưa báo công an à? Mà nhà... Thì cũng gia đình cũng kêu báo mà hôm người ta nói là đi công an, nhờ công an tiền dữ lắm. Có tiền thì được con này không? Mình cứ đi đi, không có sao đâu nha. Mình cứ đến là trình báo vụ việc, của mình làm đơn trình báo là con gái sinh ngày tháng năm sinh, mất tích thời điểm nào và bỏ mất tích, tại sao mất tích thì có bao nhiêu tài sản bên trong. À, nghi ngờ là ai đó dụ dỗ lừa đảo thì mình có nghi ngờ thì mình cứ nói trình bày như vậy để hy vọng là mọi người, để công an người ta cũng có hướng nhá để xác minh. Nếu các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện một bé gái, con gái của chị đang sinh sống ở đâu, và đặc biệt là nếu như thực sự mà đang sống với một người đàn ông đó, thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ của Hải Dương theo số điện thoại 0913 785858. Bởi vì tất cả trường hợp này là anh em đội hiệp sĩ của Hải Dương là chưa dám khẳng định là con chị bị lừa hay bị bắt hay bị nhốt hay bị yêu. Yeah. Nhưng theo hướng anh em đây là đa số, một số các bé gái đặc biệt là tuổi đời rất nhỏ như này là đến 90% rồi là bị một số thanh niên là bị người yêu quen biết hoặc bạn trai khác giới yêu lừa, và đã xác định nhà lừa xong là bán luôn, lấy tài sản là bán các thiếu nữ này, thậm chí bán chính con gái chị vào các trung tâm massage, karaoke. Là cái điều đó xảy ra rất thường xuyên hiện nay rồi, bởi vì đa số là bây giờ một số thanh niên là ở nhà chỉ ngồi căn thôi, sập trên mạng để tìm làm quen những cái thiếu nữ rất xinh đẹp như thế này.
mục đích chính là để xem có sơ hở gì nó để lừa đảo thôi, chứ không có yêu đương gì hết. Nếu thực sự mà một thanh niên ấy đang yêu con chị thì cái điều chắc chắn là phải thông báo với con chị hoặc thông báo báo với gia đình, đúng không ạ? Nhưng đây hoàn toàn là mất thông tin hàng mấy tháng qua thì đó là một điều rất bí ẩn. Thì anh em sẽ nhận định đây là không phải một cái tình yêu thật. Chị có nghĩ rằng điều đó không? Chị có muốn chia sẻ, muốn nói chuyện gì đó cho con chị trong những tháng qua? Bởi vì hiện nay thì gia đình mình chắc chắn là sẽ ấp ủ rất nhiều cái tình thương và cái tình cảm trong những tháng qua để dành cho con. Rồi mời chị. Dạ, muốn con nó thấy được cái cảnh này, nó điện về cho mẹ cha nó hay. Cho biết tin tức nó thôi chứ. Chứ giờ con đi về với con nó chứ chị. Không có gì. Chị cho hỏi là chị người Kinh hay người Khmer? Người Kinh. Người Kinh nha. Chị được mấy người con rồi? Con đứa một à? Một người con một. Dạ, nói không. Ồ, một người con gái duy nhất mà lại bỏ đi mất tích như thế này. Trong những tháng qua chị đang suy nghĩ điều gì? Chị có tình cảm gì không? Chị đang suy nghĩ điều gì? Chị suy nghĩ giải nhà giải thiệp cho nó về gia đình. Nếu con chị bây giờ thực sự là không ở Việt Nam mình mà bị lừa, bị một thanh niên nào đó lừa bán sang nước ngoài rồi, chị sẽ nghĩ điều gì? Chị sẽ nghĩ sao? Nếu phải chuộc thì chị có tiền chuộc không? Tôi thiệt giờ chuộc không tiền. Như buổi sáng này chị đã thấy là anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Dương tiếp cận rất nhiều thông tin, phải nói là các bậc phụ huynh đúng không? Rất nhiều người hiện nay bị con bị lừa đảo bán sang nước ngoài, đang kêu gọi phải chuộc số tiền rất lớn. Nhiều gia đình hiện nay còn không có tiền để chuộc. Nếu phải gia đình chị là bây giờ phải chấp nhận bó tay đúng không? Dạ. Thực sự là duy nhất được một con đi làm, ông chồng ông bệnh ông đâu có đi đâu. Chị có điều nào chị muốn nhắn gửi trên video này để hy vọng là con gái chị xem được, con gái chị suy nghĩ lại. Nếu đúng con chị bỏ đi theo một người yêu thì con chị sẽ quay trở về. Dạ. Mời chị. Giờ muốn chia sẻ mọi người tìm có thấy được nhỏ con gái là đưa cho nó chỉ đường, đưa đó cho nó về với gia đình, với cha mẹ nó, với con nó, với ông nội nó giờ đang yếu. Hôm nay đâu có nói chồng hay đâu, nó đi là giấu ông không không tâm hay. Vợ chồng nó về đang chờ vợ chồng thăm ông nội nó. Chị nói trực tiếp tên con chị đi để cho con chị biết, con chị xem được, hoặc ai đó thực sự nếu không may con chị bị bán, bị lừa vào trung tâm massage hay karaoke gì đó ở đâu đó thì có thể mọi người sẽ liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương để các anh em sẽ tìm cách giúp con chị quay trở về. Ừ. Chị nhắn gửi đi để con nhắn chị xem. Để con gái Dương Thị Ngọc Giàu, con hỏi ở đâu, con về với gia đình cha mẹ với con của con với ông nội con đang yếu, con hỏi về con mà coi cái clip này con hỏi về với cha mẹ nghe. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, đây là một bà mẹ trong những bà mẹ cùng với trong thời gian vừa qua đã đến đây để gọi là khóc mếu nhờ anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Dương. Các anh em ấy tìm kiếm phải nói rất nhiều các thiếu nữ đã quay trở về, nhưng mà rất lấy làm tiếc là một số các video để đăng tải quay trở về những cái cuộc đoàn tụ đó thì hiện nay thì không có, vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, là vì các bé quay trở về này mệt mỏi này, vì công việc này, vì xa này, vì không có tiền tàu xe để đi lại, vân vân và vân vân. Chính vì lý do như vậy cho nên đến giờ phút này anh em tìm kiếm rất nhiều nhưng mà rất ít những video được đăng tải trên tất cả trang mạng xã hội là con hoặc vợ hoặc em hoặc người thân đã quay trở về. Hy vọng là các cô chú anh chị mọi người xem video đội hiệp sĩ Quân Thành Dương sẽ hiểu hơn những cái trường hợp như này, cố gắng lan tỏa chia sẻ nhiều hơn nữa để anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Dương trong thời gian tới tiếp tục còn giúp đời giúp người. Rất nhiều câu chuyện phải nói là rất hết sức là rất đau lòng, rất thương tâm. Điển hình như mới đây nhất thì anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Dương đã chia sẻ một cái câu chuyện một người mẹ bỏ theo nhân tình đó, thì chính người nhân tình đã đánh đập hành hạ những người con trai của mình, những người con ruột của mình đó. Câu chuyện đó là vô cùng phức tạp. Còn nhiều câu chuyện khác là bị hấp diêm, rồi thậm chí là chính người cha ruột hấp diêm con của mình, đó là câu chuyện thật đó. Đây là một cái câu chuyện nào thực sự là một người mẹ ở một tỉnh xa quê lên đất thành phố để kiếm sống làm ăn, đúng không ạ? Mà cũng gia đình cũng chỉ có một người con duy nhất thôi, nhưng đến giờ phút này là người con không hiểu lý do nào đó mà về thăm quê ăn Tết cùng với gia đình, đến giờ phút này mất theo cả tiền cả tài sản,
mất cả con. Hy vọng là nếu các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được bé gái lưu hình như trên thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Quân Thẩm Dương theo số điện thoại là 0913785858 để các anh em này tìm cách khuyên hoặc giúp bé quay trở về. Chị còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không? Bây giờ muốn con nó coi được cái clip này nó về với gia đình thôi, chứ giờ không muốn. Dạ. Thôi cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Quân Thẩm Dương, em xin gửi lời chào để chúc sức khỏe đến chị cũng như toàn thể gia đình chị. Chúc chị cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Hy vọng trong những ngày sắp tới thì anh em đội hiệp sĩ Quân Thẩm Dương sẽ tìm ra thông tin chính thức con gái chị ở đâu, giúp con gái chị quay trở về cùng gia đình chị nhé. Yeah. Rồi xin chào các cô chú, hẹn các cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.